Rồi, quay cho cô bác lô mai tứ quý nhé. Được trồng tại miền Bắc. Cây thì đang ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Các bác nào ở các tỉnh khác thì muốn lấy thì cứ inbox thôi. Cây cao trên 2 mét. Vanh từ 16 cho đến 20, 22. Đấy, cây này rất là cao. Mai tứ quý thì hoa quanh năm. Từ cây thoát một thân, hai thân. Thoát thân khá là cao. Khoảng từ mét 1, mét 2. Rồi, xin cảm ơn các bác.